Are you ready? Go! Ok, xin chào các bạn đã đến với kênh của mình. Mình là thầy Phong High Note, chuyên về giảng dạy thanh nhạc. Ok, tối thui không thấy đường gì hết. Khùng. Rồi, rất vui các bạn mình đã quay trở lại và hôm nay với một cái chủ đề cũng khá là hay, chắc chắn sẽ giúp cho các bạn rất nhiều, và nhất là giúp cho bạn Bull Cover và bạn này comment lên mình. Đó, thì nay mình sẽ trả lời và hướng dẫn chia sẻ luôn kỹ thuật thanh nhạc. Siêu hay à. Ok, bạn Bull Cover đó là thầy làm về hướng dẫn hát sao cho dày đi chứ giọng em nam mà mỏng chói tay quá. Ok bạn. Câu thứ hai của bạn luôn, cùng một comment nhưng mà hai video. Ý, cùng video luôn. Nghe mấy ông hát hát giọng ấm thích quá. Làm mà làm không được, nếu hát thì đẩy hơi quá nhiều. Thì hát chưa hết câu đã hết hơi. À, với giọng em lên cao mỏng nghe rất chói tai. Còn hát và mid thì yếu không được, không có được lực. À rồi, ok bạn Bull Cover. Chào tất cả mọi người. Và hôm nay mình sẽ có một cái chia sẻ để có thể phần nào đó giúp cho bạn Bull Cover và tất cả mọi người nếu như gặp cái tình trạng là giọng nam quá mỏng, lên cao nghe chói tai, hoặc đang lơ hát bị đứt hơi. Đó, hoặc là gì đó thì nói chung là giọng yếu đó, họng ấm. Thì mình sẽ có một cái bài chia sẻ về hơi thở. Hôm nay mình sẽ nói về hơi thở. Ok. Thì vấn đề của các bạn đầu tiên luôn là các bạn dùng hơi chưa đúng. Tôi tuyên bố như vậy bởi vì tôi cũng đã từng là một người có giọng hát giọng hát bị mỏng, là bởi vì tôi là giọng tenor mỏng. À, rồi sau đó là tôi sử dụng hơi sai, nên đâm na ra là tôi bị không có giọng không dày. Và tôi đã trị được điều đó bằng sự nghiên cứu và nỗ lực trên 10 năm. 10 năm, trên 10 năm chứ không phải là dưới 10 năm nha các bạn. Thì tôi đã có được những cái mẹo này và bây giờ tôi chia sẻ lại cho các bạn miễn phí. Ok ha. Rồi cả nhà mình bu vô nè, mình luyện nè. Rồi, đầu tiên á, hơi thở của chúng ta, các bạn, tôi đố các bạn biết hơi thở của chúng ta sẽ vận hành như thế nào. Lấy hơi vô, xuống bụng, nén lại, đẩy lên, thoát ra ngoài, đúng không? Thoát ra rồi tiếp tục vô, xuống bụng, cứ một vòng mới đi nè. Nhưng mà thật sự cái nào là quan trọng nhất? Đó, thì nó là lúc mà chúng ta tạo nên âm thanh á, thì cái hơi thở của mình á, yếu tố quan trọng nhất trong hơi thở để tạo nên âm thanh nha. Khi chúng ta hát thì cái quan trọng nhất là tạo nên âm thanh, chứ không phải là hơi chúng ta có mạnh, có nhiều hay là có ào ào là nó hay không. Hơi thở chúng ta vừa đủ, vừa đẹp, vừa đúng để tạo nên âm thanh thì nó là hay. Ok, bây giờ hơi nó nằm trong cái vòm miệng của mình nè. Ha, vòm miệng của mình. Bài tập về hơi này khá là quan trọng, cực kỳ quan trọng luôn chứ không khá, nó cực kỳ luôn. Nên ai mà xem video này là vô mánh, tôi nói trúng số à. Ok, nằm trong cái vòm miệng của mình nè, nó không đi đâu cả. Hơi thở được đưa lên qua phổi lên trên đây, nó vào, nó nằm trong cái vòm miệng này. Và nó làm việc, nó làm việc để nó tạo nên giọng hát, nó tạo nên âm thanh. Rồi, ok, nó nằm ở trong đây nha, các bạn đừng có đưa nó ra ngoài, tội nghiệp nó lắm. Nó không nằm trong đây là nó ra ngoài là nó vô dụng. À, ok, thì mình sẽ thử một câu nè, trong bài hát mình đã hướng dẫn rồi. Rồi vô luôn. Các khúc, còn gì đâu hơn chữ đã từng. Ok, vô. Còn gì, nè nằm trong hả? Còn gì đâu hơn chữ đã từng. Nằm trong đây không đúng không? Đã yêu, đã hy vọng, từng cho nhau những ký ức ùa màu. Các bạn nghe được không? Cảm nhận được ùa màu. Nằm trong đây nè, nó đang làm việc rất là ok, rất hiệu quả ha. Màu còn gì đâu hơn chứ đã từng tay níu tay mà chẳng thể giữ lấy nên lạc nhau, đúng không? Quá đúng. Tình đẹp khi tình lỡ, nếu không chúng ta phải biến vấn vương những gì, nếu không nở nhau
không tiếc nuối. Vì ngày xưa ấy nghĩ rằng tay trong tay phải chiến thắng tất cả, mình dài khờ thế đây. Rồi ví dụ vậy à, chứ đó, đầu tiên là âm thanh của mình nó phải là nằm được ở trong vòm miệng của mình. Hơi nó nằm trong đây và nó làm việc để nó tạo nên âm thanh. Rồi bây giờ mình sẽ tập cho các bạn sơ sơ về một cái mẫu này ha, dễ thương thôi ha. Cho các bạn thử ha, làm theo nè. Ha, âm a a a a, thoải mái ha, để đặt một cái chữ a tròn vo trong miệng thôi. A à, không, chữ a tròn vo, 2 3 mở miệng to lên nào, 2 3 à. Rồi bây giờ chữ ô, ô hơi nó tác động vô cái chữ ô nè, ô đừng có đưa ra ngoài, từ từ ha. Ô tiếp tục nè, ô âm ơ, ơ âm y, y âm u, đó, hơi thở lúc nào nó cũng nằm trong vòm miệng của mình hết, để nó tác động vào những cái khoảng vang, lúc đó nó mới làm việc hiệu quả. thì lúc đó hơi thở nó mới là hơi thở đúng, hơi thở để tạo nên âm thanh, chứ không phải là hơi thở là để dùng làm một cái vấn đề gì đó ha. Hơi thở là để tạo nên âm thanh. Rồi rồi, đơn giản là bước thứ nhất là như vậy, vị trí của hơi thở ha, hơi thở nằm đây này. Và cách làm việc của hơi thở hiệu quả, khi hơi, đó là mình sẽ nói tới bước thứ hai, là cách làm việc của hơi thở một cách hiệu quả. Hơi thở được đặt lên trên vòm họng rồi, sau đó hơi thở nó sẽ tự nhiên tác động vào các khoảng vang trong cơ thể. Nôm na nó sẽ tác động vào chest voice, nó chest tác động vào head voice, nó tác động vào mid voice, và nó làm việc để làm sao nó phù hợp mid voice, mid, head, chest, làm việc để làm sao nó phù hợp với cái bài hát, với cái âm điệu, với cái ngữ điệu mà chúng ta chuẩn bị, chúng ta phát ra ngoài, để nó tạo nên cái cảm xúc tự nhiên và thoải mái nhất. Đó, nôm na là cái bước thứ hai nó là như vậy, để là hơi thở một cách hiệu quả. À, mình sẽ ví dụ chút xíu nha. Rồi, bây giờ nó sẽ đưa vào trong đây và bắt đầu nó có một cái khoảng vang nhẹ vào các vùng còn lại. Bắt đầu nè, mình thả nè. Bắt đầu ngực tôi rung nè, nhẹ nè, giữ trong đây, bắt đầu thả nó vang ra, ra phía trước, ra phía sau, ra phía trên, ra phía dưới. Và thứ hết tập để cho nó vang, nó nằm một chỗ và nó vang ra, vang tới, vang trên, cùng một lúc nó vang tạo thành một vòng tròn âm thanh vang. Và như thế là tôi sẽ hát ca khúc Còn Gì Đâu Hơn Chữ Đã Tình cho các bạn nghe. Rất là dễ ha, biết là được rồi. Đây nè, chữ nè. Còn đó, nó vang không? Còn gì đâu hơn chữ đã tình, vang ra. Đã yêu, đã hy vọng, từng cho nhau những ký ức của màu, vang ra ngoài đó, màu. Còn gì đâu hơn chữ đã tình, đã từng tay níu tay mà chẳng thể giữ lấy nên lạc nhau. Vang nè, tình đẹp khi tình lỡ, lỡ. Vang chữ lỡ đó, lỡ. Nếu không chúng ta phải biến vấn vương những gì, nếu không nợ nhau, nếu không tiếc nuối.
vang thấy tôi vang xuống ngực và vang lên cao nè. Nuôi vì ngày xưa ấy, vang ra vì ngày xưa ấy, nghĩ rằng tay trong tay, tay trong tay, đó bắt đầu vang ra, tay trong tay sẽ chiến thắng tất cả. Mình dài khờ thế đây, thời gian tàn nhẫn, ta chỉ biết im lặng, đành mặc cho nhân duyên sắp đặt. Từng lời đã hứa và ngả hứa, các bạn thấy vang nó không giữ trong đây, mà từ cái âm thanh ngay vào miệng mà nó vang tròn đều ra. Từng lời đã hứa anh chẳng thể giữ nữa, đành phải nhờ người khác gánh vác. Chúng ta sau này sẽ có tất cả, chỉ tiếc rằng không thể có nhau như đã từng. Rồi ok, rất là đơn giản phải không? Đây là một kỹ thuật để các bạn có thể cảm giác được là âm thanh nó luôn nằm trong vòm họng và nó vang ra ngoài, để nó tác động vào các khoảng vang trên, dưới, trái, phải, trong, ngoài, mid voice nè, head voice nè, chest voice nè, và làm cho cái giọng hát của mình nó nhẹ nhàng, nó tình cảm hơn. Tình đêm khi tình lớn, nếu không chúng ta phải biết vấn vương những gì. Nếu không nợ nhau, nếu không nợ nhau, nếu không tiếc nuối. Vì ngày xưa ấy, nghĩ rằng tay trong tay phải chiến thắng tất cả. Mình dài khờ thế đây, thời gian tàn nhẫn, ta chỉ biết im lặng, đành mặc cho nhân duyên sắp đặt. Từng lời đã hứa vang ra nay chẳng thể giữ, đành phải nhờ người khác gánh vác. Chúng ta sau này sẽ có tất cả, chỉ tiếc rằng không thể có nhau như đã từng. Ok, chúc các bạn thành công, chúc bạn full cover có một xíu nào đó về giá trị về cái bài chia sẻ này, và chúc mọi người sẽ có được một cách sử dụng hơi, một cách kiến thức về hơi thở, về cách sử dụng hơi thở để tạo nên những cái âm thanh hiệu quả nhất và hay nhất, và cố gắng tập luyện và đăng ký kênh của mình nha, để xem tiếp các video tiếp theo, bởi vì đây chỉ là một cái kỹ thuật thôi, rồi sau đó để làm sao để có thể hát hay được bài hát và rất là nhiều thứ học ha, học nữa, học mãi. Xin chào và tạm biệt các bạn, chúc các bạn hát thật hay và thật là vui vẻ. Bye bye.